Trần Đăng xin kính chào quý khán giả tại trường hành SBTN. Ngày hôm nay Trần Đăng sẽ được trở lại với quý khán giả trong chương trình bình luận tin tức liên quan đến tình hình của Ukraine với nhạc sĩ Trúc Hồ và tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Và xin mời hai vị có vài lời khán giả của SBTN trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, thì thứ nhất, ngày hôm qua thì chúng ta biết là Tổng thống Joe Biden đã có đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục phê chuẩn một cái gói viện trợ khác trị giá 33 tỷ Mỹ kim cho Ukraine từ đây cho đến tháng 9, tức là cho tới tài khoá tháng 9, từ đây cho đến 3 tháng 9 phải tiêu hết 39 tỷ Mỹ kim nếu mà Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn. Tuy nhiên, vào buổi chiều sau khi cái đề nghị của Tổng thống Joe Biden thì buổi chiều Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một cái dự luật. Cái dự luật này nó gọi là Land Lease, là cái dự luật mà trước đây 8 thập niên trước, 80 năm về trước, Hoa Kỳ đã có đã thông qua cái luật này vào năm 1940 sau cái vụ kính thưa quý nhà sau cái cuộc mà tấn công của Trân Châu Cảng vào trong cái lãnh thổ của Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ ra cái luật này. Thì cái luật này nó là cái gì? Bây giờ Hoa Kỳ lấy lại cái luật này để áp dụng cho trường hợp của Ukraine và đã ở Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua rồi và ngày hôm qua Hạ viện đã thông qua chỉ có 10 phiếu chống. Bây giờ cái dự luật đó được đưa đến bàn của Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Cái đạo luật này nó quan trọng ở cái chỗ đó là cung cấp vũ khí và tất cả mọi thứ mà Ukraine và các quốc gia đồng minh của Ukraine, trong nó có Âu Châu, có khối NATO cần thiết mà không cần phải mua ngay, chỉ cần hứa là chúng tôi sẽ trả tiền trong tương lai là có quyền lấy vũ khí và không phải thông qua bất cứ một cái rào cản nào về vấn đề con rùa hành chánh của Hoa Kỳ như hiện tại. Bây giờ hiện tại Hoa Kỳ muốn gửi một cái gì đó cũng phải qua cái giấy tờ là Export Control, là phải kiểm soát coi anh xuất cảng những cái thứ này nó có đồ cấm hay không và tới nơi cấm hay không. Thì với cái dự luật này tất cả các rào cản nó sẽ được bỏ và những cái quốc gia nào mà cần vũ khí hoặc tất cả những cái thứ gì của Hoa Kỳ họ có thể coi như là mượn trả sau. Nhưng mà người ta nói rằng mượn trả sau này có nghĩa là chính thức là coi như Hoa Kỳ tặng không những cái thứ đó cho đồng minh và đồng minh tại Âu Châu và Ukraine. Thì hai vị trước hết là chú Hồ có xin tránh dùm cái là cái Land Lease này nó không có, phải từ nó từ, không phải từ Trân Châu Cảng có từ mà họ có trước. Có trước, có trước năm 1940 Trân Châu Cảng là tháng 7, ngày 7 tháng 12 năm 1941. Cái vấn đề cái Land Lease này thật sự là khi mà nước Anh mà bị gọi là Đức Quốc xã tấn công nguyên cả châu Âu, chỉ còn nước Anh là còn đủ khả năng là cầm cự. Ha. Sau cái trận đăng kết á, thì nước Anh coi như là hên gọi là rút ra khỏi quân cho kịp, chúng tôi là chết hết quân cái trận đăng kết. Nhưng mà nhờ đó mà ông Churchill mới bổ vô cho ông Tổng thống Roosevelt của chúng ta. Thì Roosevelt lúc đó nước Mỹ chưa có tham gia chiến tranh nha. Nước Mỹ vẫn chưa có tham gia. Nhưng mà muốn không có tham gia mà muốn giúp cho người Anh chống lại Đức Hitler thì bằng cách nào? Là bằng cho mượn vũ khí. Land Lease, tất nhiên là cái chính sách rất là thông minh, đồ của Hoa Kỳ cứ thế mà không tham gia chiến tranh nhưng mà đồ của Hoa Kỳ cứ mang qua bên giúp cho người Anh. Từ đó Anh mới có lên tinh thần và Churchill đã từ cái thang nước thua mà trở thành nước thắng là bởi vì có sự đóng góp của nước Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay cũng vậy, mà lại một lần nữa Land Lease đã trở lại cho một cái mục đích tốt, hoàn cảnh khác nhưng mà cùng mục đích là chống lại độc tài. Chống lại độc tài thì không có gì tốt đẹp bằng nước Mỹ chúng ta chưa tham gia trận chiến, chưa cuộc chiến này không tham gia nhưng mà chúng ta có tiền để mà chúng ta cho mượn để mà cứ gì cứ mà xài. Nó có một cái yếu tố là tôi muốn nhắc lại để cho quý vị thấy là hồi thời đó, hồi Land Lease đó là nước Nga của Stalin đã được nghĩa là Hoa Kỳ ủng hộ và viện trợ trong rất là nhiều năm. Đó là nhờ cái đạo luật Land Lease. Thật sự mà nếu mà không có Hoa Kỳ viện trợ cho nước Nga, cái chuyện gì chẳng Stalingrad là Nga không có cách chi mà cầm cự được với lại Hitler hết. Nhờ tiền của người Hoa Kỳ, nhờ đồ của Hoa Kỳ mà súng nước ống Nga đó, súng ống đó. Đó tiền là súng ống đó. Đó. Tất cả từ vấn đề súng ống cho tới đồ ăn trong cái mùa đông năm đó ở Stalingrad. Cái mùa đông mà không có đường vô để mà mang đồ tới cho quân lính của Nga. Thì chính ai? Chính là người Mỹ của chúng ta đã giúp để mà bảo vệ cái châu Âu chống lại độc tài Hitler. Thì bây giờ lại một lần nữa cũng là châu Âu
Tại sao mọi chuyện nó đều xảy ra ở châu Âu, cho tiến sĩ? Đây, đây, quý vị biết đây đó là mình người ta cứ nói là thế giới chiến tranh thứ ba. Thì bao giờ đó quý vị thấy là các nước Âu Châu là họ đi trước, không phải đi trước nhưng mà nghĩa là cái lịch sử đó nó cho thấy là họ cãi nhau nhiều, nhiều nước cãi nhau rồi đi tới đánh nhau. Chiến tranh thứ nhất cũng là châu Âu, đúng. Chiến tranh thứ hai cũng là cũng châu Âu. Âu Châu luôn. Thành ra ở đây đó người ta hiểu lầm cái nữa là sau này cái Land Lease đó, nó trở thành cái là Marshall Plan, nghĩa là cái kế hoạch Marshall để tái thiết Âu Châu. Và ở đây đó cái Land Lease này đó nó là một cái rất là quan trọng, là vì cũng như là lúc nãy anh Toàn Thắng và nói tất cả cái gì nó cũng dễ dãi hơn, hứa ký vô là lúc sau đó là cứ cho vậy mà bơm tiền vô. Mà cái mà cả hơn nữa đó quý vị đừng quên đó là vì cái này đó mà ông Putin ông cũng nói là Quê Kỳ đang nghĩa là mang súng ống vô cho Ukraine để đánh Nga. Thì đúng là quý vị biết là đây là một cái chuyện mà mình cứ nói hoài là đúng, vừa đánh trống vừa ăn cướp, mà đây là một cái tuyên truyền của Nga. Cũng như nếu mà mình thấy là hôm nay là ngày 29 tháng 4 phải không? Mình nhớ là Việt Nam thì mình thấy là vì những cái disinformation campaign, những cái gọi là tuyên truyền giả dối mà Cộng sản Việt Nam đã nghĩa là cho cả toàn thế giới ủng hộ họ trong cái cuộc chiến của Việt Nam. Nhưng mà là toàn là nói láo hết. Mình đâu có phải mình ra ngoài Bắc mình đánh đâu, đúng không? Mà ngược lại thì ở đây đó cũng hên chúng ta ở trong thời gian mà nghĩa là gọi là truyền thông thì nghĩa là cũng nhờ SBTN cũng đóng công trong cái chuyện này nữa, là tại vì không có là bị người ta nghĩa là đưa nhiều cái tin là thất thiệt, giả dối, đúng không? Người ta nói ví dụ Putin đi đánh Ukraine, bây giờ Hoa Kỳ vì Ukraine vì đánh Hoa Kỳ mới giúp. Mà họ nói là bây giờ Hoa Kỳ nghĩa là đổ súng ống vô Ukraine để đánh Nga. Có phải là ngược đời không? Đúng không? Cái người nạn nhân mà bây giờ thành nạn nhân thì cái chuyện... Thì vì vậy đó, quý vị thấy tại sao mà SBTN có hàng ngày để thông báo cho quý vị những cái tin thiệt chứ không phải là thất thiệt. Chúng ta không có bị nghĩa là muốn bị rớt vô cái vành bánh xe xưa nữa. Nghĩa là bị nghĩa là toàn là tin thất thiệt không? Cái ông Putin này á, ổng bệnh hoạn tới nhất là ổng là một người xâm lược, á, một người độc tài xâm lược muốn chiếm trọn cái nước anh em kế bên của mình. Mà bây giờ lại ổng lại ca bài ca con cá, ổng là nạn nhân của Hoa Kỳ. Của Hoa Kỳ. Và một số người không biết gì lý do gì mà lại tin cái chuyện đó. Tin cái chuyện là người Hoa Kỳ đưa rồi là tiền quân vũ khí ra đúng. Để mà kéo dài trận chiến để mà gọi là đánh nước Nga. Đánh nước Nga. Thật sự là trên đời này á khi mà quỷ á, mà nó nói xạo quá á, mà những người mà kéo yếu bóng vía cũng dễ nghe lời quỷ lắm. Cho nên chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta phải biết một kẻ mang quân qua xâm chiếm một đất nước kế bên mình. Phụ nữ họ hiếp hả? Một cái chỗ bình thường như nhà thờ họ cũng pháo hả? Trường học họ cũng pháo dạ, họ thương, làm thương. Tất cả mọi việc để mà đánh sập cái tinh thần của người dân Ukraine bằng những cái tội ác của nhân loại thế kỷ 21 này. Mà bây giờ đi nói là chúng họ tôi là, là những người gọi là bị quân Hoa Kỳ gọi là mang tiền qua để mà đánh chúng tôi. Cái ông Putin này ông bị bệnh thần kinh rồi. Cho đất nước thế giới này chúng ta bây giờ nó rành rành như mặt trời. Nếu mà các bạn có cái những người Việt Nam của chúng ta có một cái app nó gọi là Telegram á. Telegram app á, thì nó có một cái gọi là Ukraine Now Channel. Yeah, Ukraine Now Channel, Ukraine Now Channel á, nó là một cái channel của những người dân Ukraine và cho tới chính phủ Ukraine. Tất cả những chuyện gì liên quan tới sự thật của chiến tranh họ đều upload lên từng phút từng giây. Yeah. Chúng ta không phải đợi tới những cơ quan truyền thông quốc tế, khi mà đôi khi cơ quan truyền thông quốc tế tới thì nó chuyện nó đã qua rồi. Còn những cái này là cái những gì mà
tất cả những người dân Ukraine họ đều viết lên cho chúng ta biết sự thật nó đang xảy ra tại chiến trường Ukraine. Dạ vâng. Đây cũng là một cái cuộc, phải nói đây là một cuộc chiến tranh ngoài cái trên thực địa, hai bên đối đầu để đánh nhau, thì nó còn là cuộc chiến tranh truyền thông trong trường hợp này. Nặng luôn. Mà hai bên gọi là, một bên là Nga là coi như là bưng bít thông tin, đưa ra thông tin sai sự thật, một bên là tự do đưa lên thông tin để mà chống lại cái đó. Thì sẵn tiến sĩ nói về ngày hôm nay là ngày 29, ngày mai là ngày 30, là cái ngày mà tưởng niệm cái tháng Tư Đen của chúng ta. Thì trở lại cái hình ảnh đó, kính thưa quý khán giả, chúng ta còn nhớ rằng là cái cuộc chiến mà cho tới bây giờ có lẽ tất cả mọi người cũng đồng ý rằng là miền Nam Việt Nam bị thua ở tại cái ngày 30 tháng 4, 75. Một phần là tại cái đường phố của Washington, một phần là bị cái phong trào phản chiến, do cái phong trào truyền thông phản chiến mà quốc tế cộng sản nó tung ra trên khắp thế giới để bôi xấu và bôi bẩn cái cuộc chiến đầy chính nghĩa của chúng ta. Trong khi đó thì nếu chúng ta nhìn lại cái cuộc chiến bây giờ ở Ukraine thì tất cả thế giới đều ủng hộ Ukraine và không có cái chuyện mà những thông tin sai lệch như trước kia, cái thời 30 tháng trước, 30 tháng 4, 75 đã đưa cái cuộc chiến đi vào cái ngõ mà một cái ngã rẽ khác của lịch sử. Nhưng mà trước khi trở lại cái đề tài này, Trần Thắng xin mời quý vị theo dõi phần thông tin thương mại đài truyền hình SBTN, chúng tôi sẽ trở lại trong vài lát. Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin thương mại đại truyền hình SBTN. Sau đây, Trần Thắng xin trở lại buổi nói chuyện về liên quan đến tình hình của Ukraine. Xin mời nhạc sĩ Trúc Phong. Thì cái vấn đề là tại sao mọi chuyện nó đều xảy ra ở bên Âu Châu? Nếu mà chúng ta tìm lại lịch sử thì hầu như tất cả những chuyện lớn trên thế giới nó đều xảy ra bên châu Âu, phải không tiến sĩ? Yeah. Từ những cuộc cách mạng về tự do, tất cả cuộc cách mạng nó đều xảy ra bên châu Âu. Phải chăng là người châu Âu họ về vấn đề văn hóa, khoa học, chính trị họ tiến bộ. Họ tiến bộ cho nên họ đi ra nhiều cái con đường mà để cho nó đẻ ra nhiều cái cuộc chiến như vậy. Thì trên thế giới này lúc nào cũng có những cái thế lực nó gọi là bóng tối. Thì có thế lực bóng tối thì cũng có ánh sáng để mà cân bằng lại. Thì bây giờ chúng ta đang sống trong một cái thời gian mà bóng tối là Nga. Nga và nước Nga. Bao nhiêu lần trong lịch sử thế kỷ 20 nước Nga đã là bóng tối, chiến sĩ? Thì đó, thì sau cái đệ nhất thế chiến thì là Nga đã có cái là cuộc cách mạng Bolshevik. À. Có cuộc cách mạng Bolshevik thì chúng ta thấy là đấy, đó là một cái bóng tối. Tỷ tỷ người chết. Đúng. Bao nhiêu người chết là vì Stalin gì vân vân và vân vân. Thì mình thấy là chính là nước Ukraine đó là bị đói vào 1933 là vì Stalin đó đày đọa và là đổ tội cho dân Ukraine. Thì đó là mình thấy là bao nhiêu tội do người cộng sản gây lên từ đệ nhất thế chiến, từ khi mà gọi là họ gọi là cách mạng Bolshevik. Thì ở đây đó mình thấy là mình cũng phải nhắc lại là hai cuộc thế chiến đó đã được giải cứu là nhờ Hoa Kỳ. Chúng ta là mình đừng có quên cái đó. Nhờ cái đạo luật đệ nhị thế chiến thì có cái đạo luật Lend-Lease, và đệ nhất thế chiến thì Hoa Kỳ mà không có vô đó thì không thể nào thắng được, tại vì nghĩa là nó làm ngược thế cờ. Nó đẩy cái thế cờ. Thì bây giờ đó thì có một cái chiến tranh tại Ukraine, cái gì nó sẽ làm lật thế cờ? Quý vị biết là các nước Âu Châu cứ cãi nhau hoài, thì bây giờ mới bắt đầu là chấp nhận không mua. Hôm nay tin tức hôm nay như là Âu Châu chấp nhận không mua dầu hỏa của Nga nữa. Hôm nay mà Đức là hôm qua chấp nhận rồi, thì hôm nay đó họ ngày 2 tháng 5 họ sẽ họp để giải quyết cái vấn đề mà cắt đứt cái vấn đề mua dầu khí của Nga đó. Thì đó, nếu mà không có Hoa Kỳ đứng lên lãnh đạo gộp lại 40 nước để viện trợ cho Ukraine thì làm sao Ukraine có thể chống trả được? Thì đây ngược lại thì chúng ta thấy là nó hơi giống đệ nhị thế chiến, là Hoa Kỳ nhảy vào và có sự hiện diện của Hoa Kỳ thì nó làm
cái cân nó lệch đi. Tại vì Nga là một cái nước lớn đánh một nước nhỏ, một cái nước lớn là biết bao nhiêu xe tăng, bao nhiêu khí cụ, mà rốt cuộc lại thua mà ông David, đúng không? Mà David, tại sao David làm được cái chuyện này? Là tại vì David đã nhờ cái sự sức mạnh và tình báo của Hoa Kỳ để có thể lấy cân bằng lợi, và nhờ đó thừa thắng xông lên, thì họ Hoa Kỳ đứng ra kêu gọi 40 nước để tiếp tục viện trợ lâu dài cho Ukraine. Và khi mà Tổng thống Biden mà kêu gọi xin quốc hội 33 tỷ đó là mới là ngắn hạn thôi, tại vì theo budget. Còn cái land lease đó thì nó sẽ kéo dài nhiều năm, thì có thể đóng 20 năm thì land lease nó vẫn chạy. Cái đó nếu một lần mà quốc hội mà chấp nhận rồi đó, thì là rõ ràng chỉ có 10 người trong quốc hội, 10 người Cộng hòa trong quốc hội là lên tiếng chống. Thì ở đây đó mình thấy là đây nó cũng là một cái may mắn. Mình cứ nói người ta, nhưng mà mình phải nhớ tới 30 tháng 4, mình nhớ tới Việt Nam, thì mình thấy là đây là một cái may mắn cho Ukraine, vì có truyền thông, vì có những cái khoa học kỹ thuật mới, nó cho cái tin tức tới người ta mà không thể nói láo được, không thể bịt dân chúng được. Thì quý vị cứ nhớ là những cái người mà bộ đội mà đi vô Sài Gòn vào ngày 75 thì nghĩa là họ tưởng là mình bị đói rồi, bà con là mang nhiều lắm một ký đường. Đúng là tức cười, tại vì họ không có biết, họ bị bưng bức tin tức. Rồi mình vào mình thấy là bao nhiêu người đã bị lừa trong cái cuộc chiến này. Thì cuộc chiến thì nhờ may mắn kỳ này là Ukraine được cả thế giới ủng hộ, thì không nói gì được đó, phải không? Vâng, thì như tiến sĩ đã nói đó, về cái việc, cũng như anh Hồ đã nói về cái việc mà Hoa Kỳ đã tham gia cả Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai đó. Trong Thế chiến hai, trước khi nhảy vào thì thành lập cái Land Lease này, thì tờ New York Times đã gọi Hoa Kỳ là Arsenal of Democracy. Đúng. Tức là kho vũ khí về dân chủ. Nghĩa là người Hoa Kỳ không cần phải tham dự vào, nhưng mà họ tiếp tế đạn dược vũ khí để cho người Ukraine có thể đứng lên và tự bảo vệ lấy bản thân của mình trước cái sự xâm lăng của Nga. Mà trong khi đó, tại vì New York Times đã nói rằng là về kinh tế đó, thì Nga, về nền kinh tế Nga 8 lần mạnh, nhiều hơn, mạnh hơn, to lớn hơn cả Ukraine. Mà về cái ngân sách quốc phòng thì tờ New York Times nói rằng là hơn cái chục lần cái ngân sách quốc phòng hơn cái Ukraine. Nhưng mà tại sao trong trường hợp này Ukraine có thể đứng vững trước sự xâm lăng và tấn công của Nga là nhờ cái kho vũ khí và sự ủng hộ của Hoa Kỳ? Đó là cái lý do tại sao mà trước đây Hoa Kỳ cũng đã từng làm như thế ở Thế chiến thứ hai, và bây giờ cũng với cái kịch bản này được làm lại. Và nghịch, và tờ New York Times cho rằng với cái sự kiên trì đó và với sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden và của Hoa Kỳ và các quốc gia Âu Châu, thì điều này không thể là không cho Tổng thống Joe Biden một cái credit, một cái điểm son trong cái việc mà kêu gọi 40 quốc gia ngồi lại với nhau và kêu gọi quốc hội thông qua cái đạo luật này. Thưa anh, mà trong cái cuộc chiến này Nga và Ukraine, công bằng và công tâm chúng ta nói là nếu mà không có Thủ tướng Anh Boris Johnson, nếu mà không có nước Bà Lan, những nước Eastern Europe, và nhất là nếu mà không có Hoa Kỳ với sự lãnh đạo của ông Tổng thống Biden, thì không có cái kết quả như ngày hôm nay. Chưa bao giờ châu Âu họ đoàn kết như vậy. Yeah. Chưa bao giờ. Họ đoàn kết là bởi vì sao? Là bởi vì họ thấy được cái viễn ảnh tối tăm của một nền độc tài áp đặt lên nước châu Âu. Ha. Yeah. Cái vấn đề là chúng ta phải nhìn lại là rõ ràng là đây, là chúng ta phải vẽ rằng ranh thật là rõ luôn, giống như ông Bush đã từng nói, either you with me or against me, tất nhiên một là anh với tôi hay là anh chống lại tôi. Tất nhiên là những người ở châu Âu, những đất nước ở châu Âu, họ yêu chuộng tự do công bình á, họ nhất định là họ đã chọn đứng chung với nhau để bảo vệ tự do. Nước Nga là nước lớn, nhưng mà vấn đề kinh tế của nước Nga không thấm thía gì với Hoa Kỳ và các đồng minh. Không thấm thía gì hết trơn.
vấn đề là cuộc chiến này nó kéo dài bao lâu thì nước Nga sẽ càng mệt lúc đó. Bởi vì cuộc chiến tất nhiên là đi theo vấn đề tiền, tiền và tiền. Tiền của sức mồ hôi, nước mắt của biết bao nhiêu người. Thế chiến thứ hai, nếu mà không có nước Hoa Kỳ thì thế chiến thứ hai bên cả châu Âu là mất hết rồi. Dạ vâng. Không có cách chi mà tồn tại được Hitler hết trơn. Nhưng mà cái nguồn máy chứ. Tôi có một điểm đó là tôi muốn thêm với anh Trúc Hộ chỗ này. Quý vị biết là ngày hôm nay đó, ngày hôm qua chứ, là ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc muốn kêu hòa bình đã đi qua gặp Tổng thống Putin rồi tới qua gặp. Vậy mà khi mà ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc có mặt tại Kiev thì bị pháo kích, bắn hỏa tiễn vô. Thành ra quý vị thấy không, một người đi tìm hòa bình để cố gắng tìm làm sao mà gỡ được cho ít người chết chừng nào hay chừng đó, vậy mà vẫn bị nghĩa là cảnh cáo. Không những cảnh cáo mà nó bắn hỏa tiễn vô, nhớ mà trúng chàng thì sao, đúng không? Thì ở đây đó mình phải thấy là cái người nào phe tà và phe thiện, ha, bên nào là thiện và bên nào là tà. Thành ra tôi thấy đó, tôi thấy đóng góp thêm cho anh Trúc Hộ chỗ đó, Trúc Hộ quên cái chuyện mà người ta muốn hòa bình vậy mà cũng không được, tại mấy tên đó đúng là gọi là ngoan cố đó, mình tiếng Việt mình kêu là đó. Thật sự là thì khi mà chúng ta ngồi đây nói chuyện thì những cơ quan tình báo của Hoa Kỳ và những người học về vấn đề mà nghiên cứu về vấn đề cái psychology của Putin, cách ông ngồi như thế nào, cách ông nói chuyện như thế nào, mà cách ông đã sử dụng những cái đòn đánh bên châu Âu như thế nào, tất cả đó được vào một cái information để mà nghiên cứu ông này sẽ làm gì tiếp tục. Thì tiến sĩ nghĩ là Putin sẽ làm gì tiếp tục? Tôi thấy đó thì nó rõ ràng lắm, tiếp tục đánh đó. Đánh chừng nào đó, lâu chừng nào đó là bất lợi cho ông ta chừng đó. Ông ta chỉ muốn làm sao đó, làm sao đánh được một cái gì đó để cho ngày 9 tháng 5 rồi nói là tự vỗ mực là nước Nga đã thắng. Thì lúc đó nước Nga sẽ ngồi, nghĩa là điện đàm, đàm với lại bên Ukraine. Nhưng mà ở đây đó quý vị cũng biết, đánh lâu chừng nào thua chừng đó. Vì vấn đề kinh tế bây giờ đó, nội cái cuộc chiến trong 2 tháng rồi đó, là nước Nga mất phải 2 năm mới là làm được mấy cái xe tăng bị mất. 2 năm trời mới làm được đó. Trong cái 2 tháng mà mất là vũ khí của 2 năm đó. Thì vì vậy đó, mình đừng có quên đó là Ukraine đó. Ukraine trước đây đó là một cái chỗ mà làm súng đạn cho Liên Xô cũ. Họ làm nghĩa là 30% của quân đội Nga đó là do vũ khí của quân đội Nga là do Ukraine làm. Mà có 2 tháng trời mà bây giờ muốn làm lợi những cái tổn thất trong 2 tháng trời đó phải 2 năm. Dạ vâng. Đó. Dạ vâng. Rất tiếc kính thưa quý vị vì thời gian không có nhiều, một lần nữa thành xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Xuân Quân và nhạc sĩ Trúc Hồ đã đến với chương trình Ukraine ngày hôm nay, và xin hẹn quý giả vào thứ hai cũng vào giờ này trên đài truyền hình SBTN.